Trong đêm nay và ngày mai, khối không khí lạnh ở phía Bắc có cường độ suy yếu nên nhiệt độ thấp nhất ban đêm tại khu vực này có xu hướng tăng lên khoảng 2 đến 3 độ so với đêm qua, phổ biến ở mức từ 13 đến 16 độ. Ngày mai, Bắc Bộ trời tiếp tục có nắng với nhiệt độ cao nhất ban ngày dao động trong khoảng từ 22 đến 24 độ. Với mức nhiệt như vậy thì tình trạng trời rét vẫn còn xảy ra nhưng chủ yếu là sẽ tập trung vào đêm và sáng, còn ban ngày nắng ấm xua tan dần trạng thái trời rét. Do ảnh hưởng của không khí lạnh suy yếu nên sự tương tác của đới gió đông bắc với địa hình cũng giảm đi, nên mưa ở Trung Trung Bộ sẽ giảm xuống diện vài nơi. Ngày mai nhiệt độ cao nhất trong ngày tại các tỉnh phía Bắc đèo Hải Vân tăng lên mức là từ 23 đến 25 độ, còn phía Nam đèo cao hơn từ 26 đến 29 độ. Chuyển sang khu vực Tây Nguyên, tại đây duy trì trạng thái thời tiết của mùa khô với trời ít mưa và có nắng nhiều trong ngày. Nhiệt độ cao nhất ngày mai tại khu vực này dao động từ 25 đến 28 độ. Trên biển, quần đảo Hoàng Sa trời nắng ráo, tầm nhìn xa trên 15 km, gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8 gây biển động. Còn quần đảo Trường Sa vẫn có mưa rào và dông rải rác, khiến tầm nhìn xa giảm xuống 4 đến 10 km, gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9 gây biển động mạnh.